Cô gái lười biếng. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một người phụ nữ quá chồng, sống một mình. Tính tình bà hiền lành, chịu thương chịu khó, khắp xóm làng ai cũng quý mến. Trời nắng to rồi, về thôi bác Hơ Ren ơi. Tôi còn phải vào rừng kiếm ít củi nữa mới xong, hai mẹ con cứ về trước đi. Bác làm vừa phải thôi, kẻo ngã bệnh ra đấy lại khổ, hai mẹ con tôi về trước nha. Không sao, tôi còn sức, tôi còn làm được, hai mẹ con về cẩn thận nha. Dạ vâng, bác làm thêm chút nữa, rồi cũng về sớm đi nhé. Trong hai mẹ con nhà cô ấy thật hạnh phúc, ngày nào cũng mẹ con, đi đâu cũng có nhau, không có cô độc lủi thủi một mình như mình. Ước gì mình cũng có một đứa con như cô ấy. Có lẽ số trời đã định mình phải sống cô quạnh cả đời rồi. Và thế rồi, bà Hơ Ren tiếp tục đi vào rừng kiếm củi. Có lẽ nỗi buồn tủi cô đơn đã khiến bà quên đi cái nắng chói chang trong khu rừng lúc bấy giờ. Sao lại đau đầu thế này chứ? Chắc mình bị say nắng rồi. Khát quá. Quả này thơm và ngọt quá. Ăn vào thấy tỉnh cả người. Thôi chết. Trời đã trưa thế này rồi sao? Phải về ngay thôi. Chắc giờ ở nhà đám lợn gà đang kêu đói ầm ĩ cũng nên. Đúng là mình bị hoa mắt, mà bị lạc sang cả khu rừng phía đông thế này. Mau về nhà thôi. Sau lần đi lạc ấy, người đàn bà quá thấy người mình khang khát, bụng bà cứ ngày một to dần. Đúng 12 mùa trăng sao, bà sinh được một bé gái rất kháu khỉnh. Dù nghèo khổ và bị dân làng bàn tán, nhưng bà vẫn chăm sóc cho đứa trẻ hết sức chu đáo. Đứa trẻ càng lớn càng xinh đẹp. Người đàn bà quá coi cô bé như báu vật, luôn chiều chuộng, nâng niu và không để con phải động tay làm bất cứ việc gì. Mẹ ơi, đàn gà làm sân bẩn hết cả rồi, để con quét sân giúp cho mẹ nhé. Thôi, lần sau con đừng động vào cái chổi quét nhà nữa, kéo lại bẩn hết quần áo. Để đấy mẹ quét được rồi. Mẹ ơi, không sao đâu, con quét sân hộ mẹ được mà. Con sẽ quét sân cẩn thận, không làm bẩn quần áo đâu ạ. Không được, con cứ vào nhà nghỉ đi, mấy chuyện này để mẹ làm là được mà. Mẹ vừa nấu xôi, vẫn còn nóng đấy, con vào nhà lấy xôi mà ăn. Vâng ạ. Mẹ ơi, con hộ mẹ cuốc đất nhé. Con đi vào gốc cây kia ngồi chơi đi, để đây mẹ cuốc một mình được rồi, chài hết cả tay con bây giờ. Một mình mẹ cuốc đất vất vả lắm, tay mẹ cũng chài hết rồi kìa. Không sao, mẹ không sao hết. Mẹ làm lâu nay đã quen rồi, tay mẹ chài cũng không có sao. Còn tay con là ngọc là vàng, sao có thể để tay con bị chai như mẹ được. Còn cứ việc lớn lên khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi. Con không cần phải làm gì cả, mẹ chỉ có một mình con. Lỡ con bị say sát gì thì mẹ xót lắm, biết chưa? Con biết rồi ạ. Con biết không, từ ngày có con, cuộc sống của mẹ đã trở nên vui vẻ và không còn cô đơn như trước. Con thật sự... thực sự chính là món quà mà ông trời ban cho mẹ đấy. Nhưng việc gì mẹ cũng làm hết cho con, một mình mẹ làm như vậy thì vất vả quá. Con thương mẹ lắm. Nếu con thương mẹ thì hãy sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc là được. Còn mọi việc hãy để cho mẹ lo. Mẹ không thấy vất vả gì hết đâu, con đừng lo. Thời gian trôi đi, đứa trẻ năm nào giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lười biếng. Trên rẫy còn mấy luống ngô đã trổ bắp rồi, con đi bẻ giúp mẹ nhé, kéo bọn chim lại ăn mất. Ngô cứng như thế thì làm sao con bẻ được, tay con sẽ chai hết đấy mẹ ạ. Hôm nay mẹ thấy mệt quá, không lên rẫy được rồi. Để mấy hôm nữa rẫy nhà chẳng còn ít ngô nào mất. Trời ơi, mấy hôm nữa mẹ khỏi, lúc đó mẹ đi bẻ ngô cũng có sao đâu. Không có chim nào đến ăn đâu mà mẹ lo. Vậy là dù có cô con gái lớn sức dài vai rộng,
nhưng bà hơi ren vẫn chẳng được con đỡ đần chuyện gì. Ngày ngày bà vẫn phải một mình vào rừng kiếm củi và lo liệu mọi công việc trong nhà. Và rồi một ngày nọ, khi sức khỏe của bà không còn như trước. Hờ Linh ơi, có mấy thằng thuốc mẹ để dưới bếp, con đi sắc thuốc giúp cho mẹ. Mẹ không dậy nổi nữa rồi. Con đâu có biết nhóm bếp đâu, lần trước con bị bỏng ngón tay, giờ còn chưa khỏi kìa mẹ. Lần đó con bị bỏng nhẹ trong lúc nghịch lửa với đám bạn, chứ đâu phải do nhóm bếp đâu con. Nghe mẹ đi, chịu khó xuống nhóm bếp sắc thuốc hộ cho mẹ. Con đã nói rồi, con không nhóm bếp đâu. Con sợ lửa lắm, mẹ muốn con lại bị bỏng mà. Vậy thì con chạy sang nhà cô Thảo, nhờ cô ấy sang giúp nghe con. Con không có đi đâu, cô Thảo hễ cứ thấy con là mắng con, nói này nói nọ, con không thích sang nhà ấy. Con chỉ là sang nhờ cô ấy giúp mẹ thôi mà con. Con chịu khó đi, chưa giờ con không chịu nhóm lửa sắc thuốc cho mẹ, cũng không chịu nhờ cô Thảo giúp. Vậy mẹ phải làm sao đây? Con không đi đâu. Với lại từ nhà mình sang nhà cô Thảo xa lắm, con ngại đi lắm mẹ ơi. Mẹ muốn con mỏi hết hai bắp chân à. Nhưng mẹ thấy mệt mỏi quá, không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được. Bao lần mẹ vẫn tự ốm tự khỏi rồi đấy thôi. Giờ con phải xuống chợ mua vải rồi. Con đi một lát rồi con về nha. Tất cả là do mình đã quá nuông chiều con bé, để giờ nó trở nên lười nhác và vô tâm như vậy. Tất cả là tại mình. Con ơi là con, sao con lại vô tâm với mẹ như thế? Bây giờ chắc phải tự lo cho mình thôi. Mẹ! Mẹ ơi! Trời ơi! Cháu đi đâu cả ngày mà bây giờ mới về? Mẹ cháu mất rồi! Hả? Con nói gì vậy? Sáng nay mẹ cháu vẫn bình thường mà. Mẹ cháu ốm nặng tháng nay rồi, cháu không biết hả? Thuốc thì chưa sắc, nồi niêu cũng trống không à, không một hạt gạo. Cháu chăm sóc mẹ kiểu gì mà ra nông nổi này? Chị Hơ Ren ơi, sao chị khổ thế? Cân chiều con gái như cân trứng mỏng, rồi bây giờ nó sống tệ bạc như thế này nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ về lại với con đi. Mẹ ơi. Có mụn con gái mà suốt ngày lười biếng, bỏ mặc mẹ ốm đến chết, giờ con còn khóc lóc nói gì? Phải đấy, bất hiếu quá. Không còn mẹ nữa, cô gái không còn ai chăm sóc. Cô lê tấm thân gầy còm đi xin ăn hết nhà này đến nhà khác. Cô Thảo ơi, cháu đói quá, cô cho cháu xin một bát cơm với ạ. Cháu lớn rồi, tự lo mà kiếm ăn đi chứ, ai cho cháu ăn không mãi được. Cháu vẫn chưa biết xấu hổ vì sự lười biếng của mình hay sao? Tại cháu mà mẹ cháu mới mất như vậy đó. Đi xin ăn đến đâu, cô gái cũng bị người đời dè biểu, mỉa mai. Lúc bấy giờ, cô mới nhớ tới mẹ, mới thấm thía được hết sự vất vả của mẹ và mới nhận ra mình đã sống ích kỷ thế nào khi bỏ mặc mẹ lúc bà ngã bệnh. Cô cảm thấy đau đớn và hối hận, nhưng đã quá muộn. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, mẹ tha lỗi cho con đã sai rồi, con thật là một đứa con bất hiếu mà. Từ đêm đó, không ai gặp lại cô gái nữa, chỉ thấy bên mộ bà mẹ mọc lên một cây lạ. Mỗi khi có ai đó vô tình đụng đến, cây chợt rùng mình, khép nép như cố né tránh. Người ta bảo đó là linh hồn của Hờ Linh vương vất bên mộ mẹ, người con gái cả đời phải hổ thẹn vì lỗi lầm của mình đã gây ra. Vì vậy, về sau, loài hoa đó có tên gọi là cây chợt rùng mình.
đầy xấu hổ. Trả giá. Ngày xưa, có hai anh em nọ, nhà ở sát cạnh nhau. Người anh ở trong một căn nhà bằng gỗ khang trang, rộng lớn. Còn người em ở trong một ngôi nhà mái lá, đơn sơ, giản dị. Xung quanh là cây cối xanh tốt. Xa xa là cánh đồng lúa chín vàng ươm, nơi hai anh em ngày ngày làm việc. Ngày hôm đó, hai anh em đang cặm cụi thu hoạch lúa để chất đầy lên hai xe. Người anh vẻ buồn rầu, thở dài. Mấy hôm nay chị dâu chú cứ cào nhào mãi. Nhà có tới 4 miệng ăn tốn kém quá. Thóc gạo thu hoạch xong cũng chẳng được bao nhiêu. Nghe người anh nói thế, người em vẻ thương cảm. Vâng, nhà nhiều người thì chi tiêu cũng nhiều hơn. Thấy người em đang đứng cạnh chiếc xe chất đầy lúa, người anh liếc mắt nhìn rồi nói. Chú Út này, tôi thấy nếu chúng ta cứ chia phần 50-50 thì không hợp lý lắm. Nhà chú có mỗi mình chú, cần gì phải nhiều thóc gạo. Còn nhà tôi thì còn chị dâu chú và các cháu nữa, nên tôi sẽ lấy 7 phần, chú 3 phần. Chú nghĩ thế nào? Nghe anh phân tích, người em cũng vui vẻ đồng ý. Vâng, thế cũng được ạ. Nhà em chỉ có một mình em nên cũng không cần nhiều thóc gạo. Nói đoạn, người em lấy những bó lúa từ trên xe của mình rồi chuyển sang xe lúa bên cạnh của người anh. Người anh nhếch mép mỉm cười đắc ý. Phải như vậy chứ. Màn đêm buông xuống căn nhà gỗ khang trang của người anh. Mưa rơi xuống, gió rít từng cơn. Trong nhà, hai vợ chồng người anh ngồi trên sập với đống tiền trước mặt. Bà vợ hí hoái đếm tiền. 50 đồng, 60 đồng, 70 đồng. Bán cả chỗ lúa của chú Út rồi, mà cũng chỉ dư giả ra một ít. Nghe vợ nói, người anh tỏ thái độ khó chịu. Được thêm những 50 đồng rồi, mình còn cằn nhằn gì nữa. Đúng lúc đó, từ bên ngoài một tiếng nói già nua của một ông lão vang lên. Xin hỏi có ai ở nhà không? Nghe tiếng gọi lúc nửa đêm, người anh tỏ ra khó chịu. Anh bước xuống sập với vẻ bực bội. Giờ này còn ai gọi gì nữa? Người anh vừa bước ra cửa, vừa cất tiếng hỏi lớn. Ai đấy? Ngoài cửa, một ông lão mặc chiếc áo tơi che mưa, bộ râu trắng xóa, một tay cầm chiếc gậy trúc, ăn mặc lết hết, vẻ mặt mệt mỏi. Lão à, có chút việc đi ngang qua đây, đừng lúc trời tối lại mưa to, lão muốn xin bác cháu lót dạ. Thấy ông lão lết hết bận thiểu, người anh cao mày tỏ vẻ khó chịu. Của đâu mà cho ông? Ông đi đi. Ông lão vừa phan này khổ sở. Đổi quá, lão chỉ xin bát cháo trắng cho ấm lòng, xin anh rủ lòng thương. Thế nhưng người anh chẳng đối hoài gì đến bộ dạng cũng như lời ông lão nói. Anh càng quát to hơn. Nhà tôi không thừa lòng thương cho người dân, ông đi đi cho. Bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp giật đùng đùng. Ông già khổ sở nhìn ra vẻ ái ngại. Ông cố sức van nài. Vậy anh cho tôi vào ngủ vào một đêm, mưa to quá. Lúc này bà vợ ngồi trong nhà mới khó chịu lên tiếng. Nhà chật thế này thì lão ngủ vào đâu? Với lại cho người lạ ngủ nhờ xui xẻo lắm. Nghe vợ nói thế, người anh càng được đà đắc ý. Ông quay ra nói với ông lão một cách lạnh lùng. Ông cũng nghe rồi đấy, chúng tôi không giúp ông được. Nói rồi người anh vội vàng đóng sầm cửa lại, để mặc ông lão buồn bã lủi thủi bước đi trong cơn mưa. Về phần người em, anh sống một mình trong căn nhà mái lá nhỏ. Trong lúc anh đang chuẩn bị dùng bữa tối với cơm canh, rau củ đạm bạc thì có tiếng gọi cửa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Nghe tiếng gọi, người em vội buông đũa bát xuống, nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, ai đấy ạ? Xin chờ tôi một lát. Thấy người em ra mở cửa, ông lão co ro thều thào nói. Lão có chút việc đi ngang qua đây, trời tối quá, lão không thấy đường, bụng lại đói, phiền anh cho lão xin bát cháo lót dạ. Thấy ông lão với dáng vẻ khổ sở, đáng thương, người em lấy làm thương cảm. Ôi, mời cụ vào đây kẻo mưa lạnh. Nhà cháu chẳng giàu có, chỉ có cơm rau đạm bạc, mời cụ thôi.
Ông lão nhìn người em cảm động. Cảm ơn anh. Người em liền dẫn ông lão vào nhà, dọn cơm cho ông ăn rất tận tình. Ông lão và bát cơm vào mồm một cách vội vã. Ăn xong, ông nhìn người em cảm kích. Mai mà có anh, không thì chắc lão chết vì đói lả và mưa rét rồi. Giờ cũng muộn rồi, lão xin cáo từ, không dám làm phiền anh nữa. Nói đoạn, ông lão bước xuống khỏi chiếc sập, định bụng bước đi thì người em đã vội vàng ngăn lại. Giờ cũng khuya rồi, trời lại mưa rét, cụ cứ nghỉ tạm ở nhà cháu một đêm, sáng mai hãy lên đường ạ. Nhà chỉ có mình cháu, cụ đừng ngại. Nghe người em nói vậy, ông lão vô cùng cảm kích. Vậy phiền anh cho lão tá túc một đêm, anh tốt bụng quá. Rồi người em dẫn ông lão vào trong phòng nghỉ. Không những thế, anh còn chuẩn bị chăn chiếu rất chu đáo và ân cần nói với ông lão. Mời cụ nằm nghỉ trên này ạ. Cháu nằm dưới đất này, có gì cụ cứ gọi cháu. Nói rồi người em lấy mấy tấm rơm lá mỏng rải xuống ngay gần chiếc sập để làm giường cho mình. Thấy anh nhiệt tình như thế, ông cụ lấy làm ái ngại. Anh nhường giường cho tôi thế này tôi ngại quá. Người em hiền lành mỉm cười. Cụ ơi, cụ già yếu, nằm đất lạnh sao chịu nổi. Cháu khỏe, cháu ngủ dưới này không sao. Nói rồi người em nằm xuống thảm rơm. Ông lão khẽ nhìn anh vô cùng cảm động. Sáng hôm sau, ông lão dậy từ rất sớm. Khi người em vẫn còn đang say giấc nồng, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai người em và nói: Chàng trai, mau dậy đi. Tiếng gọi của ông lão làm người em tỉnh giấc. Anh chùi mắt mơ màng nhìn ông. Dạ, cháu dậy rồi ạ. Ông lão chỉ khẽ mỉm cười nhìn người em. Mau đi theo ta, chàng trai tốt bụng. Ta có món quà này muốn dành cho con. Nói rồi, ông lão dẫn người em bước đi. Hai người băng qua một khu rừng, rồi bước đến một hang động lớn. Ông lão nhìn người em dặn dò. Con hãy đi theo ta vào bên trong hang động này. Ta sẽ chỉ cho con một chỗ có rất nhiều vàng bạc. Người em ngoan ngoãn nghe theo lời ông lão nói. Cả hai bước vào trong hang thì thấy cảnh tượng hai con chó đá đang đứng chầu trước một cái bệ lớn đã đóng kín. Chàng trai vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì ông lão lại lấy ra một cây gậy trúc. Ông gõ ba cái lên đầu con chó đá. Đột nhiên con chó há miệng ra. Ông tươi cười nói với người em. Trong miệng con chó đá này ngậm rất nhiều vàng bạc, con hãy lấy đi. Người em vừa ngạc nhiên vừa ngập ngừng e ngại. Con không dám, đây chỉ là một chút việc nhỏ, con... Chưa kịp nói dứt câu thì ông lão đã biến mất, khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc anh vẫn đang còn ngơ ngác, không biết tỉnh hay mơ, thì tiếng ông lão lại vang lên. Ta thấy con nghèo mà tốt bụng, tấm lòng đó thật đáng trân trọng. Số vàng này coi như ta đền đáp tấm lòng của con hãy nhận đi. Nhưng con hãy nhớ, mỗi ngày chỉ được lấy một thỏi vàng và không bao giờ được kể lại với ai về sự việc ngày hôm nay, cũng như về con chó đá này. Nghe thế người em vội quỳ sụp xuống cảm tạ. Thì ra là tiên ông đã giúp đỡ. Con xin vâng lời, con sẽ không kể lại việc này cho ai. Nói rồi người em rón rén thò tay vào trong miệng con chó đá, lấy ra một thỏi vàng và mỉm cười. Lại nói về người anh, trong lúc hai vợ chồng đang chiếm chệ ngồi bên mâm cơm thì người em đi vào. Người anh vẻ ngạc nhiên hất hàm hỏi. Chú Út, chú sang đây có việc gì thế? Người em tươi cười móc ra trong túi một thỏi vàng sáng loáng. Em sang đây là muốn biếu anh chị một món. Nhìn thấy thỏi vàng, hai vợ chồng người anh sáng mắt mừng rỡ. Ôi, vàng, vàng thật này mình ạ. Không giấu được sự tò mò, người anh bèn tóm lấy tay người em gặng hỏi. Chú Út này, nhà chú nghèo thế, tiền còn chả có, lấy đâu ra nhiều vàng thế này, mau nói cho anh biết với. Nghe anh nói, người em nhớ đến lời ông lão nói rằng phải tuyệt đối bí mật, nên chỉ bối rối lắc đầu. Anh chị cứ nhận đi, em giờ nhờ có lộc nên có chút tài sản, còn nguồn gốc của nó em không thể nói ra được. Thôi, em xin phép về vì đang có chút việc bận. Nói rồi người em vội vã rời khỏi nhà người anh, để cho hai vợ chồng người anh ngơ ngác nhìn theo đầy vẻ thắc mắc. Chú Út, chú Út. Vốn bản tính nghi ngờ, người anh nhìn vợ vẻ toan tính,
Lạ thật mình ạ. Chú Út nghèo thế thì lấy đâu ra tiền nhỉ? Chẳng lẽ chú ấy lại đi ăn trộm? Người anh phản đối. Không, tôi không nghĩ thế. Chú Út sẽ không bao giờ làm việc đó đâu. Bà vợ liền thắc mắc. Thế có việc gì mà chú Út lại ra vẻ bí mật? Nhẽ nào chú ấy đào được vàng? Hay là vợ chồng mình thử trình xem thế nào? Người anh vẻ nghi ngờ nhìn vợ toàn tính. Mình nói đúng, tôi cũng thấy đáng nghi. Chúng ta thử theo dõi chú ấy xem sao. Và thế là vợ chồng người anh lên kế hoạch theo dõi người em. Một ngày nọ, người em đi vào rừng, hai vợ chồng liền bám theo. Người em đi đến một cửa hang, hai vợ chồng cũng lén lút đi theo sau. Vào trong hang, người em đứng trước mặt con chó đá, thò tay vào rút ra một thỏi vàng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, vợ chồng người anh vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Trời đất, hóa ra là vậy. Rồi hai vợ chồng nhìn nhau sáng mắt, sung sướng thì thầm. Ôi, mau vào lấy vàng đi mình ơi. Rồi hai vợ chồng người anh chạy đến cạnh con chó đá, hí hửng thọc tay vào miệng nó. Phen này vợ chồng mình giàu to rồi mình đã. Nhưng kỳ lạ thay, đúng lúc hai vợ chồng người anh cho tay vào trong miệng con chó thì miệng nó đóng chặt lại, kẹp chặt hai cánh tay của hai người. Hai vợ chồng giãy giụa sợ hãi. Ôi mình ơi, đau quá. Tay tôi cũng bị kẹt cứng rồi, không ra được. Thả ra, thả ra. Trong lúc cả hai đang lay hoay tìm cách thoát thân thì bỗng từ đâu tiếng nói của ông lão nọ vang lên. Đừng tốn công vô ích. Kết quả hôm nay là quả báo cho những người tham lam ích kỷ. Cả hai nhìn xung quanh nhưng không thấy người nào hết, chỉ biết cụp mặt xuống khóc trong vô vọng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.